Tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Trà Vinh cho biết, kết quả xét nghiệm PCR chiều hôm nay ngày 17 tháng 3, tỉnh đã phát hiện thêm 215 ca dương tính với sách COVID-2. Như vậy, trong cả hôm nay, Trà Vinh phát hiện 873 ca dương tính với sách COVID-2, giảm 313 ca so với ngày hôm qua. Trong số 873 ca được phát hiện trong cả hôm nay, có 862 ca trong cộng đồng và 11 ca được cách ly từ trước. Trong số 873 ca được phát hiện trong cả hôm nay, có 25 ca chưa được tiêm vaccine, Số còn lại đều được tiêm từ 1 đến 3 mũi vaccine COVID-19. Như vậy, tính đến chiều nay, tỉnh Trà Vinh đã phát hiện gần 50.000 ca mắc COVID-19, trong đó có trên 40.000 ca đã được điều trị khỏi và đến nay đã có 281 ca tử vong do nhiễm COVID-19. Hiện nay, Trà Vinh còn trên 9.000 trường hợp đang được điều trị COVID-19.